Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quân ta tin tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 có nội dung chính sau đây. Xe chở nhất cháy dữ dội trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh và Trung Lương khói đen kịch một vùng trời. Đang di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, một xe tải chở nhất bốc cháy dữ dội khói đen cao hàng chục mét. Đến gần 14 giờ ngày 4 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vẫn đang phối hợp với các đơn vị xử lý sự cố cháy xe tải chở nhớt trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh và Trung Lương đoạn qua địa bàn xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An. Và theo đó, khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, một xe tải chở nhất biển số 65C023... cho tài xế Nguyễn Hoàng Thương, 49 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, lưu thông trên cao tốc hướng về Tiền Giang đến km 37-550 đoạn thuộc ấp cầu tre xã lợi bình nhân thành phố tân an thì bất ngờ bốc cháy dữ dội khói đen bốc cao nghi ngút đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội 7 của cảnh sát giao thông cho hay thì hiện công tác chữa cháy đang được triển khai thì phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã lợi bình nhân cho biết thì phương tiện bị cháy là xe tải có trở loại chất dễ cháy trên phương tiện nên công an xã lực lượng chức năng dân quân dân phòng phối hợp với các lực lượng khác có mặt tại hiện trường để ứng cứu toàn bộ hành khách các xe đã rơi xuống khỏi tuyến cao tốc để tránh phòng chống nguy hiểm xảy ra liên lụy và đó là thông tin ngày 4 tháng 5 năm 2021 một thông tin không hay cho lắm và nếu em thấy thông tin này bố thì đừng quên cho tôi một like một chia sẻ một comment và đừng quên để đăng ký vào chung tạm biệt